Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn thay cái bàn phím cho máy Dell Voltro 3558. Thì đây là một cái bàn thì đây là một cái bàn phím mới. Ha. Thì cái bàn phím cũ của nó là ở đây, nó đã bị liệt hàng trên và hàng dưới rồi. Thì đây là cái máy Dell Voltro 3558 thuộc Voltro Series 3000. Thì trước tiên thì các bạn để thay cái bàn phím này thì trước tiên các bạn phải rút nguồn. Các bạn phải rút nguồn và tháo pin nó ra nha. Rồi tháo pin nó ra để một bên. Đó. Thì đối với cái dòng Dell Voltro này thì việc tháo bàn phím vào thay nó rất là dễ dàng. Nó chỉ mất khoảng 30 giây là các bạn có thể thay xong cái bàn phím của nó. Đây. Thì để tháo bằng cách nào? Thì đối với cái máy Dell Voltro 3558 này thì các bạn không cần phải tháo một cái con ốc nào hết. Không cần tháo con ốc nào hết vì toàn bộ cái bàn phím của nó là dùng ngàm để cố định cái bàn phím lại chứ không có dùng ốc. Thì bởi vậy thì chúng ta chỉ cần một cái nhíp này là đủ ha. Nè, thì dụng cụ là các bạn phải cần có một cái nhíp nha. Và mình xin nhắc lại, để tháo hay là sửa chữa bất cứ cái gì của laptop thì các bạn phải rút nguồn ra, sau đó tháo pin ra. Và tiếp theo mình quay trở lại với cái hướng dẫn hôm nay là thay cái bàn phím cho laptop Dell Voltro 3558. Thì các bạn để ý nè, đối với dòng này thì không có ốc gì cả. Nó chỉ có cố định bàn phím bằng cái ngàm ha, một cái ngàm nè, hai cái ngàm, ba ngàm, bốn ngàm, năm ngàm. Thì các bạn chỉ cần lấy cái nhíp, các bạn đẩy cái ngàm này vô. Mình sẽ tháo từ bên đây qua đi. Các bạn sẽ tháo cái nhíp, lấy cái nhíp, cứ đẩy cái ngàm này vô. Để đây cho làm dễ, một tay khó làm quá. Các bạn lấy cái nhíp, bạn đẩy ngàm vô, bảy lên ha. Một cái, hai cái, chết mẹ cày. Các bạn đẩy vô, đẩy đi. Đục, mang lấy cái nhíp này quá bự. Mình dùng cái nhíp thì nó sẽ trầy cái laptop của khách, thì mình sẽ dùng cái này ha. Mình sẽ dùng cái chút vít đầu dẹp, mình sẽ thay vào cái chút vít của mình. Thay đâu? Đây, bây giờ mình sẽ tháo lại một cái. Hai cái. Rồi các bạn chỉ cần đẩy vào 3 cái, 4 cái đó. Thì sau khi các bạn đẩy cái 5 cái nhèm ra thì các bạn nắm này, các bạn dỡ lên, rút ra chiều phía trước nha, đẩy từ đây ra đó. Rồi các bạn dỡ ngược lên đó. Thì đây là cái dây cáp của nó. Các bạn chỉ cần lấy móng tay các bạn khử lên nha. Rồi các bạn rút cái này ra. Rồi, như vậy là xong. Rất đơn giản không các bạn? Các bạn bỏ qua một bên thì các bạn
thay cái bàn phím mới vô là xong. Thì tháo ra như thế nào và thì thay vô như thế đó, rất là đơn giản. Thì đây là các bạn, đây là cái ngàm của nó nè. Đây, đây là cái ngàm của nó giữ giữ cái phím nè. Các bạn nạy cẩn thận nha, gãy cái ngàm này là không có thể nào mà chế lại được đâu nha. Rồi ok, việc hướng dẫn thay với bàn phím Dell Vitro 3558 đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.